Cô gâu. Con gà kêu tù tát. Con mèo kêu mé mé mèo mèo. Con khỉ kêu kè kẹt. Con chuột kêu chít chít. Con gấu kêu gâu. Con dế kêu rét rét. Con vẹt kêu khóc khách. Con cú kêu cú cú. Con địch kêu cạp cạp. Con bô kêu ngà ngà. Nhớ mũi sư tử kêu gư. Trí tuệ biệt. Chết đi nha em. Siêu trí tuệ. Mày uống mẹ nó Hùng ơi. Kêu SS. Con chó kêu go go. Con gà kêu tục tác. Con mèo kêu mèo mèo mèo. Con khỉ kêu khẹt 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 khẹt. Con chuột kêu chít chít. Ủa con gì? Con Tàn là con gì? Nhắc nhá này con gấu này. Trời không ai. Con gấu. Trời con gấu. Rồi. À con gấu. Con dế kêu quýt quýt. Con vẹt kêu có khách. Con cú có cú cú. Con bị kêu bạp bạp. Con bò kêu ngà ngà. Con sư tử kêu hư. Tao đi rượu ra xong rồi kêu con gấu kêu gâu, con dế kêu quýt quýt, con vẹt kêu có khách, con cú kêu cúc cu. Có phải cú cu đâu. Con vịt kêu cạp cạp, con voi kêu ngà, con sư tử kêu gò, con mỹ kêu ả ả. Con vợ kêu chịch chịch. Chuẩn bị giáp một phòng rồi nè, Ok. Mình chưa. Thôi nói đi vô. Ok, vô nè. Lợn kêu ghét, chó kêu gâu. À con gà kêu ỏ không? Cục tác được rồi, cũng là đúng mà. Không, chọn sai đi. Đúng. Mèo kêu mèo mèo mèo, khỉ khe khẹt, chuột chích chích. À, gấu kêu gấu. Dế kêu khích khích. Vẹt kêu có khách. Con này là con cú. Có cù. Để vịt cặp cặp, voi ngà ngà. À sư tử quá. Wow. Đây con đĩ. À kêu à à. Mà giờ cái chích chích. Con bò, con bò đi. Rồi đi coi. Bò trắng răng. À. Con ma kêu đưa mình tao đắp với. Con ma. Đưa mình tao đắp với. Ma em rồi. Tới lại con heo luôn rồi. Tới là con heo này. Con heo thịt. Làm biến đi chị. Đúng rồi. Con lợn cái ạt ạt. Con chó gâu gâu. Con gà cục tát. Mèo 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 mèo. Khỉ kẹt kẹt. Chị 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 chị. Con chuột. Chị chị. Con gấu gầu. Con dế. Dạ. Giờ không nhắc nam một người chỉ có quyền tự nhắc thôi nha. Con cú có cù. Con vịt. Con vịt. Cạp cạp, con voi ngà ngà, con sư tử, con đĩ, con vợ chịch chịch, con ma đưa mình tao đắp với. Hay quá, hết vòng luôn. Từ từ tới bây là con sư tử, con đĩ, tới bây con chi, chi cái gì vậy? Con kiến nó kêu lý nhí. Quay vòng mới thì một người chỉ được một quyền giải giúp thôi nha. Rồi tôi sẽ không cho được sao cho một quyền giải giúp đi tại vòng giới. Dài quá mà. Một quyền giải giúp.
Chỉ một quyền trợ giúp nha, không nhắc nha. Con lợn này, kêu ác ác này. Con chó kêu gâu gâu này. Con gà kêu tác này. Con mèo kêu mèo 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 này. Con khỉ kêu khẹt khẹt này. Con chuột kêu chít chít này. Con gấu kêu gâu này. Không, bây giờ nhìn mặt ai cũng ra con vật. Con dế. Con dế đúng không? Nhớ mà. Con vẹt kêu nhỏ khách, nhỏ khách này. Tí nữa lòng hai sao nhớ được. Anh Huy là con... anh Huy là con cú, có cu nè. Con kiếm cái bạch bạch nè. Có cái bạch bạch nè. Con cái bạch bạch ông. Mới con bạch bạch. Con con vợ rồi đó. Con tưởng con vợ bạch bạch rồi đó. Đi hơi nhanh nữa nha. Quên bây giờ. Con voi kêu ngà ngà. Con sư tử. Con sư tử kêu hồi đó. Con đĩ kêu à à à gì đấy nè. Con vợ kêu trịch trịch nè. Con ma kêu là đưa mình tao đắp phới nè. Con kiến kêu hi hi nè. À là con gì ta? Dạ, dạ, dạ. Nhớ lại nhớ à. Ba vòng coi nhớ. Con ơi. Con bò. Quan trọng là tìm cái con. Bò đó. Giờ kêu con lại anh ơi. Ba phải tăng độ có để kêu con lại nè. Con heo kêu ếch, chó kêu gâu gâu. Dạ, kêu tác. Bò cái gì? Con mèo kêu mèo mèo. Con sau bữa này là nhìn mặt là kêu nhớ tên khẹt. Con chuột kêu chó. Con gấu kêu gầu. Con dế kêu quýt quýt quýt. Con vẹt kêu có khách có khách. Cũ có gai. À cũng có cũ. Cũ có gai là con. Nhìn mặt anh Huy mà nói anh là con cũ có gai. Cũ có cũ. Mà con cũ nó kêu cũ cũ mà cứ bảo ông là tự nhiên xuyên tạc sẽ có cũ vậy. Cũ có gai mà. Rồi rồi, xong rồi, vòng chuẩn bị kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Đừng nhắc nha. Con voi kêu ngà ngà. Con sư tử kêu gư. Con đĩ kêu á á. Con vợ kêu chịch chịch. Con ma kêu cái mền ta đâu rồi. Con kiến kêu rồi, uống rồi. Uống để vô mà sói nữa. Rồi, uống đây. Uống đi, qua đây khác đi.